Sau khi xem được đoạn video về chủ tịch Wan thì Jo Eun tức tốc chạy đi tìm Wan Soo, cô đang ngồi thư giãn ở ngoài ban công. Wan Soo nói cô không thoải mái khi thấy Jo Eun ở đây nhưng anh thì lại bảo cô đang gặp nguy hiểm và có người đang muốn làm hại cô. Anh nói nếu sát thủ chuyên nghiệp sẽ tiếp tục tấn công cô và anh sẽ là người bảo vệ cô. Anh nói rằng không phải ngẫu nhiên anh lại có mặt tại Manila, bạn của anh đã bỏ mạng tại đó. Và chính những người tấn công cô ở Manila là kẻ đã sát hại bạn của anh. Cô không tin câu chuyện mà anh nói, cô đứng dậy rời đi thì anh chạy theo cầm tay cô và kéo lại. Và bảo cô chỉ được tin anh thôi, anh sẽ bảo vệ cô. Anh về phòng tắm rửa và nhớ về những kỷ niệm cũ cùng bạn thân của mình. Trở về 2 năm trước, anh cùng bạn mình đang đi tới phòng dự trữ dữ liệu gặp cấp trên của mình. Họ gặp nhau tại một nơi bí mật này để nhận nhiệm vụ tối mật. Jo Eun được nhận nhiệm vụ điều tra những người ở bên cạnh Tổng thống và anh sẽ phải ghi chú lại tất cả những hành động nhỏ nhất của Tổng thống. Vì bị cấp trên ép nên anh không còn cách nào để từ chối nhiệm vụ lần này. Còn Jo Hyuk thì điều tra quỹ đen của tất cả những người từng gặp Tổng thống và chỉ được báo cáo riêng cho cấp trên. Hai người quay về căn hộ soạn đồ đạc để mai lên đường. Jo Hyuk đã điều tra được băng đảng Bát Tinh, đây là băng đảng của người Trung di cư. Anh nói bọn chúng ở khắp nơi trên Hàn Quốc và cả ở Manila nữa. Jo Hyuk còn điều tra về Chủ tịch Kim nữa nhưng mọi chuyện chưa có kết quả gì. Sau khi bạn anh bị sát hại, anh đã một mình đi tới phòng của lãnh đạo và hỏi ông tại sao lại dừng điều tra. Anh quỳ gối xuống xin ông được tự điều tra một mình nhưng lãnh đạo vẫn từ chối anh. Nên anh đã quyết định đi điều tra một mình. Quay lại hiện tại, Jo Eun và Wan Soo đi tới công ty, anh mở cửa cho cô đi vào. Anh trai cô đi vào và nói rằng chồng cô sẽ đầu tư vào quỹ từ thiện. Anh còn nhắc nhở cô là hãy để ý cậu ta vì cậu ta ở rể mà cứ liên tục xen vào chuyện kinh doanh. Wan Soo thì lại muốn đổi một đơn vị kế toán khác. Cô muốn biến tổ chức của cô thành một tổ chức quốc tế và không để cho Chủ tịch Park nắm quyền tổ chức này. Quỹ tiền cần được minh bạch để có thể trở thành tổ chức quốc tế. Tất nhiên chuyện này đã đến tai mẹ chồng chủ tịch của cô. Anh cô hỏi vụ tấn công ở Manila liệu có phải của ISIS không hay do người khác làm. Cô hỏi anh lo rằng Chủ tịch Park là người ra lệnh tấn công à. Jo Eun đang hộ tống cô đi tới gặp em bé ba của chồng mình. Wan Soo nói muốn ly dị với chồng mình, bé ba tưởng vui hóa ra lại không muốn điều này xảy ra. Bé ba nói Wan Soo buồn chỉ vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của mình thôi à, còn chuyện bé ba cướp chồng chị thì lại không quan tâm à, bé ba dọa sẽ nói bí mật gì đó cho Chủ tịch Park nghe. Wan Soo thì muốn bé ba phải đi Thụy Sĩ và đưa con đi cùng. Nhưng Wan Soo sẽ không ly dị chồng vì sẽ không muốn ảnh hưởng tới danh dự của mình. Cô quay người định rời đi thì bé ba bảo có biết tại sao chồng chị lại muốn cưới chị không. Lúc đó bé ba đang mang thai và phải đi Nhật để tránh mặt chủ tịch. Lúc đó Eun Kuk chồng của Wan Soo từng hẹn hò với một ngôi sao nữ. Sau khi qua đêm cùng cô ta tại khách sạn, sáng dậy thấy cô ta bị sốc thuốc vì dùng quá liều. Và Chủ tịch Park cần một con dâu có đủ hình ảnh tốt để dựng lên một gia đình hoàn hảo. Sau đó cô rời đi, ra đến ngoài rồi cô mới chút được cảm xúc của mình. Về đến nhà thì Wan Soo đã bị mẹ chồng gọi tới nói chuyện. Bà mẹ muốn đưa con trai của bé ba về nhà ở với tư cách là con của Jungkook. Tới tối, chồng cô đang uống rượu thì thấy cô đi vào. Hai người ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện về bé ba và con riêng. Anh ta nói dù gì đi nữa thì anh ta cũng sẽ không ly hôn. Cô bắt đầu giật dây anh rằng phải đưa hai mẹ con bé ba sang Thụy Sĩ. Nhưng Jungkook phải đợi ý kiến của mẹ xem thế nào. Bé ba Jang Ti ra đi tới muốn tìm Chủ tịch Park để nói chuyện. Ở một diễn biến khác, hai bác sĩ người nước ngoài đang tiêm chất gì đó vào người. Đang nằm thư giãn thì quản gia đi tới và nói bé ba đang chờ ở ngoài cần gặp bà gấp. Chủ tịch Park về phòng gọi cho thuộc hạ của mình và yêu cầu ông ta phải giải quyết gấp vấn đề cho mình. Đến sáng, quản gia bắt đầu cho trang trí ghế và máy quay tại vườn và bắt đầu buổi chụp ảnh gia đình. Wan Soo đi tới cùng vệ sĩ của mình thì nhìn thấy con trai của bé ba ở đó thì đã lập tức quay đầu bỏ đi. Jo Eun cũng nhớ lại những thông tin hồi xưa khi bé ba bị lộ khi đang quan hệ với Jungkook. Wan Soo đi vào hỏi bà Chủ tịch Park thì bà ta nói rằng đã xét nghiệm ADN và con của Jungkook chính là đứa bé kia. Cô nói rằng cuộc sống gia đình này vẫn ổn trong 5 năm qua mà không cần công khai ảnh gia đình cơ mà. Tại sao phải chụp ảnh mới và đăng lên cho cả thế giới xem vậy? Bà ta nói sẽ đặt tên lại cho đứa bé theo họ của bố và cô vẫn là con dâu của họ. Bà ta muốn lấy đứa bé đó ra thành tên của Chan Hae, đứa con đã khuất của cô từ 5 năm trước. Cuối cùng thì đại gia đình VA phải chụp chung hình. Quay lại công ty, trợ lý báo cáo khi bức ảnh đại gia đình được đăng lên thì có một phóng viên tới và bảo biết tin Chan Hae đã gặp nạn khi trượt tuyết rồi. Cô bảo bằng mọi cách phải ngăn chặn tin tức này lại. Về tới nhà thì Wan Soo thấy đang được chuyển đồ vào phòng Chan Hae, người con quá cố của cô. Cô không chịu được nữa và bỏ ra khỏi nhà. Jo Eun được quản gia gọi điện và tức tốc đi ra ngoài với Wan Soo. Cô thì phóng xe ra khỏi nhà suýt thì đâm phải chiếc xe khác. Jo Eun leo lên xe và cùng Wan Soo đi dạo vòng quanh thành phố và đi ra bãi biển. Mang một bầu tâm sự ra ngắm biển, quay lại xe Jo Eun cẩn thận lấy khăn lau chân cho cô, làm cho cô đứng hình trong vài giây.
Cô đứng dậy và hãy mang bằng chứng tới cho cô nếu muốn cô tin anh và giúp anh tìm hiểu sự ra đi của bạn anh. Và anh hãy tiếp tục làm vệ sĩ cho cô. Tới tôi họ quay về nhà, khi cô nhìn thấy chồng của mình thì cảm giác chán ngấy đã trỗi dậy. Nhưng không còn cách nào khác, cô phải đi vào nhà để nói chuyện với Jong Kook. Anh ta hỏi cô có muốn sinh con với mình nữa không? Cô trả lời rằng không muốn chạm vào người mình hay không thể sinh được nữa. Jong Kook cưỡng hôn cô và Jo Eun ở ngoài nhìn thấy đã vội vàng chạy vào ngăn cản anh ta. Mặc dù Jong Kook tức nhưng cũng không thể làm gì được. Anh uống rượu nhìn từ xa với mục đích gì đó với Jo Eun, mang một bầu cảm xúc tiêu cực đi lên xe và về nhà. Tỉnh dậy chiếc giường cô đơn với tâm trạng mệt mỏi. Quản lý của cô đi tới và nhắc nhở cô có 3 cuộc họp trong 1 giờ chiều. Bé ba đi tới phòng của phó chủ tịch và vào phòng thì thấy anh ta đang ngủ với cô gái khác. Cô gọi cô gái kia dậy và đuổi cô ta đi. Jo Eun được đưa tới công ty Wan Tổng. Jo Eun tới xem xung quanh tất cả các phòng an ninh của tập đoàn. Trưởng phòng muốn anh thể hiện trình độ một chút cho mọi người xem. Anh thể hiện vài đường thôi cũng hạ gục được tên đứng đầu trong đội vệ sinh rồi, nhưng hắn muốn tái đấu với anh bằng boxing. Tuy anh bị tên đó vật gục ra nhưng sau đó anh cũng cho hắn vài đấm vào đầu và vật ngã hắn. Mọi người ở ngoài reo hò tên anh xoay người tóm chân và bẻ chân khiến hắn phải xin thua. Hào quang nhân vật chính thì làm sao mà thua được. Anh ngồi hỏi trưởng phòng của mình rằng có phải chủ tịch ra đi vì bệnh đau tim không và ông ấy ra đi ở Grand Palace có đúng không? Trưởng phòng hỏi tại sao lại hỏi thì anh trả lời rằng cảnh sát đã hỏi anh câu đó. Anh đã đi tới phòng an ninh và lấy được đoạn phim trong 2 tuần về khu ở của chủ tịch Park. Anh về phòng và mở những đoạn video đó lên và tìm hiểu về sự ra đi của chủ tịch. Anh đã phát hiện ra rằng cực chủ tịch đã ra đi ở một nơi khác và ai đó trong tập đoàn Wan đã cố gắng sát hại Ju Hyuk để che giấu sự việc. Anh ngồi tại văn phòng an ninh và copy dữ liệu video ở đó. Sau khi xong đi ra thì anh bị đồng nghiệp của mình bắt gặp. Cô nói rằng phó chủ tịch đang tìm gặp anh và cần anh đi xuống phòng làm việc tầng 2. Cô gái đồng nghiệp đã bắt đầu có sự nghi ngờ anh gõ cửa đi vào gặp Jong Kook. Phó chủ tịch hỏi nhiệm vụ của một vệ sĩ có phải là can thiệp vào sâu cuộc sống của chủ không? Jo Eun trả lời rằng sự an toàn của hai người là điều quan trọng nhất của anh. Sau đó anh về phòng và tiếp tục tìm hiểu video. Khi lướt qua video có trưởng phòng và phó giám đốc và đống tiền đem đi biếu xã hội đen. Nếu sử dụng số tiền đó để sát hại ai thì cũng vẫn là quá nhiều. Sáng hôm sau, Wan Su ngồi thẫn thờ trong phòng của con mình thì quản gia đi tới nói đồ của con cô đã được chuyển sang đây vì không thể vứt đi được. Sau đó quản gia đi tới nói cho chủ tịch Park biết chuyện và làm theo ý kiến của Wan Su và bảo gọi ông Han tới gặp bà ta. Bà ta muốn Wan Su phải bị từ chức để Yong Min thứ hai của bà đi lên làm giám đốc của tổ chức. Rất nhanh anh trai của cô đã thông báo tới rằng chủ tịch Park là viết đơn từ chức cho cô. Cô đã quyết định rất táo bạo rằng loan tin cho cánh nhà báo rằng phó chủ tịch tập đoàn Wan đã ngoại tình và có con ngoài dã thú. Tuy loan tin như vậy nhưng cô cũng sẽ không ly hôn để gia đình họ có thể lấy đi tổ chức nào. Quản lý tức tốc chạy tới mang thông tin phó chủ tịch Jong Kook đã được lên trang nhất của mặt báo. Cánh phóng viên đã có mặt ở trước sảnh công ty để chụp ảnh anh ta, nhưng anh ta đã đi đường vòng và để xe dưới hầm. Cùng lúc đó Wan Su cũng đi tới công ty. Hai mẹ con nhà bé ba đi tới và yêu cầu Wan Su phải xóa tin tức đó đi ngay lập tức. Còn nhõng nhẽo bên cạnh vì mặt của bé ba rất dễ người khác nhớ thì làm sao cô có thể đi mua sắm được chứ? Đúng là hết chỗ nói mà, Wan Su khuyên cô nên tiếp tục sống cuộc sống của mình đi. Hai mẹ con nhờ cô giúp đỡ và tham gia cuộc phỏng vấn. Bé ba và Wan Su cùng đi tới gặp chủ tịch Park. Bé ba bị đuổi ra ngoài nhưng vẫn mặt dày đòi ở lại. Bà chủ tịch quyết định im lặng để cho truyền thông không lan mạnh. Tất cả họp và mọi người cho ý kiến rằng Wan Su đang được cánh nhà báo chú ý tới vì cô kinh doanh rất giỏi nên khiến cho bà chủ tịch cũng không thể xử lý được cô. Wan Su nói rằng hãy xem xét việc từ chức giám đốc quỹ của cô. Bà ta bắt cô phải ở nhà không được hành động gì tới khi mọi chuyện được lắng xuống. Wan Su đi về phòng và cho quản lý sắp xếp việc sẽ mở một cuộc họp báo với công chúng. Ngày hôm sau, cuộc họp báo đang được sắp xếp để chuẩn bị bắt đầu. Nhưng bà chủ tịch Park đã giữ chân cô bằng cách cho đi tiếp khách với bộ trưởng. Cô đi ra ngoài và bảo vệ sĩ của chủ tịch rằng đi lấy cho bà ta một số đồ. Sau đó cô rời đi bằng taxi, vệ sĩ của chủ tịch quay lại thông báo rằng đã mất dấu của Wan Su. Jo Eun đưa Wan Su tới buổi họp báo an toàn. Cô đứng lên và bắt đầu bài phát biểu của mình. Bà mẹ thì bực tức quay trở về nhà bật TV lên và theo dõi cô. Cô phủ nhận các tin đồn về chồng mình có con riêng và đang ngoại tình là sai sự thật và cô sẽ thông báo một sự thật khác. Bà mẹ đang ở nhà xem thấy Wan Su thông báo rằng thật ra đứa bé kia là con của cựu chủ tịch quá cố. Ôi không thể tin được sự thật này mà, bà mẹ tức mà không thể nói nên lời. Hai mẹ con đang ngồi trên xe cũng xem được tin tức này cũng tức tối không làm được gì. Con trai thứ thì đang ngồi cười vì không ngờ Wan Su lại có nước đi như thế này. Cô bước ra và đi lên xe thì chồng cô gọi tới. Cô đã tắt máy và cho lái xe chở mình đi thẳng về nhà. Vào phòng gặp mẹ chồng, tất nhiên không thể tránh khỏi được mẹ chồng chửi. Cô đã thẳng thừng nói rằng muốn tạo ra một thế giới mới tốt hơn.
Bà ta bảo cô rằng cô đang tiêu tiền của bà ta mà lại làm như thế với bà à. Cô cũng đáp trả rằng công sức của cô bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng chứ. Cô sẽ biến quỹ nào của cô thành một tổ chức quốc tế được điều hành minh bạch và bà đừng làm ô uế nó vì tiền của mình nữa. Cô tuyên bố rằng sẽ không ai lấy được quỹ nào của cô đâu. Trường phòng thì đang trách anh rằng tại sao lại một mình dẫn Quan Su đi họp báo được và chỉ trích anh ta rằng có phải anh đang cố vượt mặt mình không. Bé Ba và con trai thì lại được phen ngẩng cao đầu đi tới biệt thự của chủ tịch Park. Hai người đi vào gặp chủ tịch và có sự góp mặt của Quan Su nữa. Bé Ba lập tức đổi cách xưng hô với chủ tịch mà làm bà choáng váng hết cả đầu. Bé Ba đúng là sinh mà không có não mà. Cô gọi cho mẹ và hỏi tại sao lại bị Quan Su gọi là bà hai, bị mẹ cô nói cho một trận bảo bà hai còn có nghĩa là vợ lẽ đấy. Cô tức tối lập tức chạy đi tìm Quan Su nói chuyện. Đang tính vào cho Quan Su một tràng thì bé Ba lại lập tức bị quạt lại cho một trận điếng cả người. Tôi đến Quan Su ra ngoài chạy bộ và nhờ Jo Eun chạy cùng mình. Jo Eun nói đã đưa cô tới buổi họp báo để cho cô có thể tuyên bố rời khỏi được gia đình này nhưng tại sao cô lại không làm vậy và hỏi cô muốn bảo vệ điều gì. Cô nhớ lại lần gặp với bố chủ tịch trong quá khứ. Ông đã cho cô quét vân tay vào tài liệu mật của ông. Ông mong rằng tới thời điểm thích hợp thì Quan Su vẫn là thành viên của gia đình này. Cô thì lại nói rằng phải bảo vệ quỹ nào của mình. Cô thà sống khó khăn để bảo vệ tài sản của mình còn hơn là sống luồn cúi tới cuối đời. Anh quát lớn bảo cô rằng cô thật sự không muốn sống nữa sao? Và tiết lộ cho cô biết rằng chủ tịch không qua đời ở biệt thự Grand. Không phải Isis muốn ám sát cô mà là có một người nào đó trong gia đình cô muốn sát hại cô. Anh kể lại lần mình ở Manila và đã nghe lén được cuộc nói chuyện của hai tên côn đồ. Anh kể đã thấy tận mắt anh em của mình đã hy sinh và anh bị loại ra khỏi cuộc điều tra này. Cậu ấy đã gửi cho anh một số video về bằng chứng chủ tịch Kim đã mất ở cung điện Grand và có thể một trong số những người ở trong gia đình này đã thuê sát thủ ám sát cô. Sáng hôm sau, khi cô đang ngồi bần thần thì quản lý của cô đem chai rượu trị giá triệu won này tới và bảo rằng chủ tịch Park muốn cô mang chai rượu này đi để đấu giá nó. Dù không muốn nhưng cô cũng phải miễn cưỡng để đi. Cô mang chai rượu này tới chỗ em dâu của mình. Định đưa cho cô ta thì cô ta giả vờ không cầm lấy và làm rơi chai rượu khiến cô sượng ngang. Trong bữa tiệc tối có đầy đủ tất cả các thành viên gia đình và bên thông gia của em dâu. Chủ tịch Park hỏi cô rằng cuộc trò chuyện với đại sứ bên Trung Quốc như thế nào rồi. Cô không nói gì mà Jong Kook đã lên tiếng thay cô. Nhưng cô lại bảo việc đó chưa được xác nhận làm cả nhà đều đơ người ra. Sau bữa tiệc cô đi ra ngoài thì bà mẹ chồng cũng đi ngay sau cô và chỉ trích tại sao lại trì hoãn việc đầu tư với người Trung. Cô sẽ làm việc này nếu bà mẹ chủ tịch hứa để quỹ nào cho cô tự vận hành. Sáng ra, các người hầu đang tụ họp lại với nhau để bàn tán về quản gia Bi Yeon thì bà đi tới làm mọi người sượng ngang cổ. Mọi người hỏi bà tại sao lại ở đây phục vụ vậy. Bà bảo ở đời có một người phải phục vụ. Đang định đi thì bé Ba đi tới và nhờ quản gia thuê một người gia sư tới dạy cho cậu bé. Mọi người gọi bé Ba là bà hai làm cho cô tức muốn rụng tóc. Bên này, chủ tịch Park đã tới trung tâm quỹ nào được các phóng viên chào đón nồn nhiệt thì Quan Su đi tới. Không ngờ chủ tịch Park và WAM Su cùng mặc một bộ váy làm cả hai cùng ngược chân. Tiếp theo là bài phỏng vấn của Quan Su, cô mời bà lên cùng chụp một kiểu ảnh mà bà không thể nào cười cho được. Để giải khuây, bà đã lôi tất cả những người vệ sĩ vào phòng tập và giáo huấn cho mọi người bằng tư thế võ judo. Các võ sĩ lần lượt bị vật ngã khi tới lượt của Jo Eun thì chỉ cần một động tác thôi cũng làm bà ngã lăn ra sàn. Dường bà đã thích mùi hương trên cơ thể của cậu. Đúng là bà già khó tính này, Quan Su tới nói chuyện với chủ tịch Park. Bà ta nói với cô rằng mẹ ruột của cô đang bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần và nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì cô sẽ bị cộng đồng ngoài kia dòm ngó và chỉ trích. Cô sững người ra khi biết bà ta độc ác như vậy. Cô lập tức chạy xe tới bệnh viện tâm thần Wonbt. Tới nơi thì nơi đây có vẻ như đã lâu không có ai tới thăm rồi. Khi cô vào bên trong gặp nhân viên và đi một mình vào gặp mẹ cô. Tập 4 của bộ phim Thiên Nga Đỏ do Bi Ren thủ vai đã kết thúc. Các bạn nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo về tập tiếp theo nhé!